khắp các mặt báo sáng nay là thông tin về đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị lượt trận tiếp theo tại bảng A SEA Games 31. Sau trận ra quân thắng lợi, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Philippines vào 19 giờ tối nay 8 tháng 5. Nói về sự chuẩn bị cho cuộc so tài tới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Huấn luyện viên trưởng của Philippines cũng cho biết là sẽ gây ra bất ngờ, nhưng U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt để Philippines không thể tạo ra được bất ngờ như họ mong muốn. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U23 Việt Nam với thành tích toàn thắng trước U23 Philippines ở cả 3 lần đụng độ gần nhất tại SEA Games. Dễ dàng nhận thấy thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có trọng tài mọi yếu tố, thiên thời, địa lợi và nhân hòa để có được 3 điểm tiếp theo trước U23 Philippines. Tuy nhiên, với những gì U23 Philippines thể hiện gần đây thì cũng không thể chủ quan. Với lối chơi đa dạng, họ vừa sử dụng bóng bổng dài hai biên vừa tổ chức trung lộ khá tốt. Hôm nay, SEA Games tiếp tục tranh tài các môn bóng đá nam, nhảy cầu, bóng ném bãi biển, kickboxing và sẽ xác định chủ nhân của tấm huy chương vàng đầu tiên. Môn nhảy cầu diễn ra tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội sẽ xác định chủ nhân tấm huy chương vàng đầu tiên của SEA Games 31 khi tranh tài chung kết hai nội dung. Ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m lúc 15 giờ có 8 vận động viên của 5 quốc gia Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam tranh tài. Trong đó, chủ nhà Việt Nam góp mặt hai vận động viên là Ngô Phương Mai, Nguyễn Phương Anh. Phương Mai từng 3 lần đoạt huy chương đồng SEA Games, được kỳ vọng đoạt tấm huy chương đầu tiên cho nhảy cầu Việt Nam. Ở chung kết đôi nam cầu mềm 3m diễn ra lúc 16 giờ 10 phút, Singapore rút lui ở buổi họp kỹ thuật, nên chỉ còn hai đôi Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh của Việt Nam và Chiu Yiwei và Oiteland, Malaysia tranh chung kết. Vì thế, đội của Việt Nam ít nhất có cho mình tấm huy chương bạc. Nhắc lại trận thi đấu tối qua, thất bại của U23 Thái Lan khiến nhiều người ngạc nhiên bởi thành tích bất bại của đội bóng này trong các giải đấu trước đó. Dù để thua U23 Malaysia 1-2 ở trận ra quân bảng B, nhưng không thể đánh giá thấp U23 Thái Lan tại kỳ đại hội lần này. Từ khi SEA Games giới hạn độ tuổi U23 năm 2001, chưa đội nào thua trận ra quân mà vẫn vô địch. Trong giai đoạn này, mới có một đội thua một trận ở vòng bảng nhưng vẫn đoạt huy chương vàng là Malaysia năm 2009. Khi đó, họ thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng, nhưng thắng 1-0 ở chung kết nhờ bàn đá phản của trung vệ Mai Xuân Hợp ở Viêng Chăn, Lào. Còn nếu tính từ SEA Games đầu tiên, năm 1959, cũng chỉ có một đội thua trận ra quân nhưng vẫn đoạt huy chương vàng là Malaysia năm 1977 tại Kuala Lumpur. Khi ấy, đội chủ nhà thua Indonesia 1-2 ở trận đầu tiên, nhưng sau đó vào chung kết và hạ Thái Lan 2-0 trên sân Merdeka. Năm nay, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan được coi là ba ứng viên đoạt huy chương vàng SEA Games 31. Nhưng ở trận ra quân bảng A tối ngày 6 tháng 5, Indonesia thảm bại 0-3 trước Việt Nam. Sau đó một ngày, Thái Lan thua ngược Malaysia 1-2 trong thế thiếu người ở trận đầu tiên của họ tại bảng B. Nếu muốn đoạt huy chương vàng, Indonesia và Thái Lan cần phá dấp 45 năm qua ở SEA Games. Dù thua, Indonesia và Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp do các đối thủ còn lại không được đánh giá cao. Thầy trò Bông Kinh sẽ lần lượt gặp Singapore, Campuchia và Lào.